Hello các bác nhé. Nay thì em lại lướt qua một lượt báo giá qua về một ít cái sản phẩm máy cạo râu, máy rửa mặt, rồi massage mắt, xông hơi mặt. Đó. Bác nào mà để mà cần chi tiết hơn thì tốt nhất thì các bác cứ kết bạn qua Zalo rồi em gọi điện video tư vấn trực tiếp cho các bác thì sẽ tốt hơn, tại vì nó rất là nhiều máy. Đấy, hoặc là em sẽ lên các video từng trước một đấy. Chi tiết từng chiếc một thì các bác có thể lựa chọn, chứ xem cái video tổng quát như này rất là khó, tại vì em lướt thì nó sẽ rất là nhanh. Đấy, quay video dài quá thì đăng rất là lâu mà các bác xem thì nó cũng chán. Đây, em giới thiệu các bác chiếc đầu tiên là cái máy rửa mặt này. Đây, hàng lướt còn nguyên hộp nhé, rất là giữ gìn. Cái này thì em cũng lên video chi tiết rồi này. Mã EH-SC50 là máy rửa mặt nhé các bác nhé. Hôm nào em sẽ làm cái video trực tiếp luôn, rửa mặt luôn bằng nói chung là rất là hay nhé các bác, đổ sữa rửa mặt vào rồi nó sẽ tạo bọt. Đầu này sẽ có một cái chổi lông nữa mình lắp vào. Đó. Siêu lướt luôn này. Cái đèn này bong tí mình gắn lại này. Em này giá 1.900.000 nhá. Đấy. Đây là máy cạo râu Panasonic này. Siêu lướt luôn đời 2020. ES-ST 6 giờ. Cắt cục ra thì đây. Màu đỏ đen rất là đẹp nha các bạn nhé. Đẹp gần như mới. Đấy, chiếc này thì không còn hộp. Chỉ còn đi theo máy thì còn sạc với lại chổi vệ sinh dầu xe máy thôi. Đấy, chiếc này có cả cái đế sạc nữa. Đó. Rất là đẹp các bác nhé. Đây, tiếp theo này là một nếu mà báo giá thì em sẽ làm video chi tiết, em sẽ báo giá trực tiếp từng cái sau nhé. Tại vì nhiều khi bây giờ giá nhiều khi em không nhớ rõ nữa. Cũng có cái nhớ cái không, nhiều khi để báo thì sẽ lẫn nha các bác. Đây, chiếc tiếp theo là cái ES-CV70, còn nguyên hộp đầy đủ phụ kiện luôn. Chiếc này bên trong thì sẽ còn một cái hộp cứng nữa nhé. Đây 29 này các bác này. 29 đẹp dã man luôn. Đây. Lồng 5 lưỡi cao cấp nha. Chiếc này thì nó bị mỗi tí ở cái viền này, nó bị chảy tí này các bạn nhìn thấy không? Đấy, nó hơi bị chảy. Đó, còn lại thì đẹp xuất sắc. Cái nắp này mình có thể mình mua rời được mà. Đây. Tay khá khó để đến cho kẹp điện thoại đây. Đặt vào đây đã. Rồi, đây nha. Cái này mình có thể tháo rời ra mình mua được. Đấy, nó bán hình như có 100-200 thôi, cũng hàng chính hãng. Cái này hơi chảy tí, nhưng mà nó không vấn đề gì. Vào đây thôi. Đây 29 các bạn nha, đẹp xuất sắc luôn. Chiếc này nó thiết kế cái kiểu lùn lùn thì nó gọn này. Bên trong hộp thì còn một cái hộp bao da cứng để đựng nữa. Đấy, cũng rất là hay. Từ trên dưới nha. Đấy. Đây. Con này là LT2A. Chiếc này 1.800.000 này. Đấy, chiếc này thì em đã quay video chi tiết rồi, đã có giá rồi. Còn mấy chiếc kia hàng chưa về, nhiều khi em không nhớ rõ nữa. Nhiều khi nếu mà báo sai thì báo cao quá hoặc thấp quá thì nó hơi phức tạp một chút. Đây là T2A này, sản xuất năm 2018. Đấy, rất là êm. Cái cổ riêng cái bọn này thì cái cổ con này này, nó lại đảo chiều được, nhún được. Đấy, rất là hay. 1.800.000 nha. Đó, cái này thì cũng không còn hộp đâu. Ít con còn hộp lắm các bác nhé. Con nào có hộp thì em sẽ báo. Còn nếu mà con nào có như thế nào thì nó sẽ chỉ như vậy thôi. Sạc này và dầu xe máy, chổi vệ sinh máy thì con nào cũng có. Đấy, nên em sẽ không cần những cái hàng đấy nhé. Có những con thì sẽ không có cái nắp chụp này. Nắp chụp này thì cũng không quan trọng lắm, nhưng mà con nào mà không có thì tất nhiên thì nó sẽ phải là rẻ hơn một chút. Con nào có thì nó vẫn phải là đắt hơn. Đấy, không có cái nắp chụp này sẽ rẻ hơn tầm 100.000 các bác nhé. Mặc dù thì không quan trọng lắm đâu. Đây. Máy còn khá đẹp. ES-CT2Q 2018
28 này. Nói chung là mấy chiếc này thì nó loanh quanh 1,7 triệu 8. Đó, đây. Chiếc này là ES trừ ST8N đời 26 này. ST8N nhưng chiếc này thì nó còn cả hộp luôn. Hãy để em xem hộp con này có cái gì trong trong này. Cũng chả có gì. Cũng chỉ có sạc với lại dầu cho máy, chỗ vệ sinh máy thôi. Dây sạc thì các bác cắm trực tiếp vào cái đít này cho em. Đó. Nhưng mà con này thì nó hay hơn cái là nó có cái con lăn ở đây. Nói chung là em thấy thì có thì cũng tốt, chả có thì chả sao, vẫn sử dụng bình thường. Đó. Con này tuy đời 26 này nhưng mà nó lại có hộp, thứ hai nữa là nó có cái con lăn đấy nữa nên là nó giá nó cũng bằng mấy con đời 28 kiểu này. Đấy, nó như thế thôi. Đây, xuống hàng dưới một chút này. Chiếc này màu xanh đen. ESST6N 27, tất cả 100% máy sẽ là made in Japan hết các bác nhé. Này, đẹp thôi rồi luôn. Đó. Đây, con này thì có đế sạc. Nói chung chỉ là cái đế này thì mình cắm vào đây thôi. Còn nếu không thì các bác cắm sạc vào cái đít máy này luôn. Này. 28. ST6N có cả hộp này, hộp đây. Nói chung là mấy cái con máy đời này thì nó toàn giá 1,7 triệu 8 gì đấy. Đây, em sang cái bên này. Đây, hai con này giá 1,7 triệu này. Đời 27, ST2P. ST2P đời 27 giá 1,7 triệu. Máy thì đẹp thì không chơi được cái gì. Nói chung là bác nào đã dùng mấy cái loại cạo râu của Nhật rồi thì các bác không thể chê được, tại vì nó là thuộc dòng cao cấp. Hai chiếc này giống hệt nhau nhé, mã giống hệt nhau là 27 luôn. Đó. Đấy, lên bên trên này. Bên trên chiếc này đời 28 giá 1 triệu 8, cũng ST2P, giống hệt như hai con ở bên dưới thì nãy. Nhưng mà chiếc này thì nó là đời cao hơn, đời 28 giá 1 triệu 8 này. Ơi. Không mưa đâu mà lại ướt. Cắt tóc nhanh thế. Đây ạ. À. Chiếc này là ST6N đời 26 này. Đó. Con này thì không còn nắp chùa bên trên đây nhé. Đấy, con nào còn thì sẽ còn. Không còn nắp chụp thì là giá 1 triệu 6 thôi. Nhưng nếu mà có nắp chụp thì lại giá 1 triệu 7. Đây. Chiếc này cũng vậy này. ST6N đời 27 này. Ô, con này hơi kêu. Con này hơi kêu với nó hơi bị chảy ở đây. Nó nhìn nó bị chảy ở đây không? Lại kêu nhỉ. Ok quá, con này bỏ lại để mai kia em tính sau. Không là bác nào mua thì con này thì bán rẻ thôi. Hơn triệu, triệu mốt gì đấy, hơi kêu nhưng mà nó hơi kêu các bác nhé. Đây, chiếc này đời 2019 này, giá 1 triệu 9 luôn. ST2Q các bác nhé, ES trừ ST2Q. Màu đen, cực đẹp luôn. Đời 2019 thì không khác gì mới rồi. Đây chiếc này cũng đời 2018 này, ST2Q nữa này. Thấy không? Con kia đen toàn thân, con này là trắng đen. Rất là chất. Đấy. Đây. Cái dòng này thì ngày xưa giá nó khá là đắt này, giờ thì nó sẽ rẻ hơn tại vì hàng về nhiều mà bọn này thì nó đời thấp. Bọn này chỉ có đời 2015 thôi. Đó. 25.
cái đầu này, cái đầu này với các cái loại máy thì lại là dùng chung, dao cũng dùng chung hết. Nhưng bọn này thì sẽ có cái đốc sạc ở đây. Đấy, không có cái đốc sạc này không sạc được nhé, tại vì nó sẽ có hai tiếp điểm hai bên này. Đít này không có, cho nên là phải có cái đốc sạc như thế này thì nó cũng rất là gọn. Đặt vào cắm sạc tự nó sạc thôi. Chiếc này được 215 này. Đó, giá 1 triệu 5 các bác nhé. Đấy, còn con này thì em có video riêng rồi. Nói chung là mấy cái bọn mà có đốc sạc tự vệ sinh này thì nó khá đắt. Nói chung là nó phải tầm từ 3 triệu trở lên. Máy nhiều lắm quá. Đây, làm mấy con vip vip trước đi. À đây, con này trước đi. Này. Này cũng đời 215 FT29 này. Đó. Này cũng đời 215 này. Đều có lốc sạc như này hết này. Đây là mấy con vip này. Con này thì nó có đếm vào thời gian chạy này. Hiển thị phần trăm pin là 80% này. Đó, thời gian chạy nữa này. Nói chung là cái này siêu vip rồi, đời 27 này. Mã CLV9C nhá. Mã 9 đã lên mã 9 rồi, cao ngất rồi. Khá đắt, con đấy gần 4 triệu. Ngót 4 triệu một chút. Đây. Con này CLV76 này, đời 24. Đó. Con này cũng có đời 24 này, CLV7 này. Còn đây con này đắt nhất này có này, hiện tại thì còn con này đắt nhất thôi nhà em, con này là vip nhất. Chuyển máy ở đây đã. CLV9DX này. Nó giống như con LV9C từ nãy thôi. Nhưng mà con này thì nó còn nguyên hộp, đầy đủ phụ kiện. Gần như là siêu lướt. Đấy, có cả hộp mà hộp cứng để đựng máy nữa. Đó. Đây này các bác này. Con 9C với con 9D thì nó không khác nhau gì là mấy. Đó. Nhưng con 9C thì đằng sau bằng cái cao su này nó hơi cũ, nhìn hơi cũ màu một tí. Đó. Con 9D nó vào hơn 5 triệu chút xíu, nhỉnh 5 triệu chút. Đấy. Đây là con ST25 23. Con này đã hết pin mất rồi. Con này mặt nó hơi bị chảy một chút. Con này ST2N để 26 này. Hơi xấu một chút này các bạn, nhìn hơi bị ố một tí. Đó. ST27 để 24 này. Giá 1 triệu 5 này. Con này cũng vậy. Không có cái đầu chụp thì giá 1,4 triệu. Rất nhiều máy các bác nhé. Rồi đây. Nói chung là rất là nhiều. Còn máy massage mắt này. Đấy, máy massage mắt thì nó đang quanh tầm giá 1,5 triệu. Những cái hàng siêu lướt. Tại vì 100% hàng có hộp hết nhé. Có những con chưa qua sử dụng thì giá đắt hơn. Nó vào 1,9 triệu. Đấy. Cũng có những con thì nó thấp hơn 1,5 triệu một chút hoặc là cao hơn 1,5 triệu một chút. Cũng có những con thì 1,3 triệu, 1,4 triệu, thì có những con thì 1,6 triệu. Rất là nhiều. Đây chiếc màu đỏ đẹp chưa? Đây 29 nhá, ST6Q này. Đây là con ST6N còn nguyên hộp này. Đấy, máy thì rất nhiều máy đẹp. Đây 28 này. ST2Q. CST2Q. Đây là máy massage mắt này. Đấy. Máy massage mắt cũng rất là nhiều. Đây như con này hàng 98% luôn này. Hàng này là hàng chưa có sử dụng này, chưa bóc hộp này. Rất là nhiều các bác nhá. Massage mắt rất nhiều. Ở bên dưới là máy xông hơi mặt nữa. Hôm nào em sẽ làm, em có video chi tiết rồi đấy.
mai thi thoảng rảnh rảnh thì em lại làm tiếp mấy cái video tiếp nhá. Đó. Ngoài ra thì phụ kiện máy cạo râu thì cũng có các bác nhá, đây màng cạo này, lưỡi dao, lưỡi dao thường không phải thay đâu, cái màng cạo không may các bác làm rơi rách thì phải thay thôi, kia là cũng sạc. Máy xịn nên là đồ nó cũng khá là đắt. Cái màng của những cái con này này, đấy, gần như tất cả ở đây nó sẽ dùng chung một loại màng. Thì màng của này nó khá đắt, nó vào tầm 600 một chút. Đấy, nguyên nếu mà mua hàng chính hãng của nó bán cả bộ, cả lưỡi, cả màng, nó vào đâu đó tầm hơn 1 triệu. Nhưng mà thi thoảng em bọn em săn có cái nó giảm giá mua thì nó sẽ chỉ rẻ hơn được chút thôi. Nó vào tầm 900. Mua nguyên cái màng không thì vào tầm 600, cái lưỡi thì cứ vào 300. Còn cái bọn 5 lưỡi thì cái màng nó đắt, cái màng có 5 lưỡi thì nó vào tầm 1 triệu 3. Đây, 1 triệu 3 nguyên một cái màng có 5 lưỡi này. Cho nên là các bác biết được là nó đắt vậy nhưng là cái chất lượng của nó thì nó khá tốt, cực tốt luôn chứ không phải là khá tốt nữa. Chứ còn mấy con máy tàu mấy trăm thì không so được. Còn em chưa thấy ai mua máy cạo râu nhà em mà chê được là dùng nó không tốt, tại vì cái số tiền bỏ ra nó cũng khá là lớn. Đấy, em toàn chơi hàng lướt thôi, chứ nếu mà chơi hàng mới tinh thì cũng thi thoảng có bác đặt thì em mới gửi về thôi, chứ còn đại trà bán là hơi khó tại vì giá nó cao. Lướt lướt một chút, lướt này khác gì mới đâu, cho nên là các bác dùng thì ok, tại vì bọn em bán hàng bảo hành đàng hoàng. Đặc biệt thì pin nhé, các bác dùng cỡ chục năm pin không phải thay. Đấy, cho nên các bác khỏi lăn tăn. Em về máy rất là ít con phải hỏng pin, gần như là không có. Đây chỉ có đây này, ví dụ như bọn em thì cũng có những cái đồ bóc máy luôn. Đây nói các bác nhé, hàng về này, như con này hàng về đây, rách màng ở đây thì buộc phải bỏ rồi. Đấy thì nó có sẵn linh kiện để thay, linh kiện zin luôn. Đấy, không may ví dụ như máy các bác mà hỏng cái gì đấy thì sẽ có đồ sẵn đồ zin để mà bảo hành, cũng coi như là sau chế độ bảo hành thì có những cái để mà thay tháo. Đấy, đây đó, máy vẫn chạy ngon lành, anh đào mỗi tội nó kêu và không có màng thì bỏ luôn. Mai cái bóc mạch bóc pin ra để mà thay tháo thôi. Đây này các bác này, đời 22 này, 9 năm rồi nha, pin vẫn ngon, gửi từ bên Nhật về để vẫn chạy, thấy không, pin bền dã man. Đây pin nó thì đây nó kiểu như thế này, đây này các bác này, riêng pin của máy cạo râu Pana nó như thế này. Như bọn em mua hàng chính hãng thì nó cũng vào hơn 300.000 một viên. Có đợt nào mà săn được cái đợt nó giảm giá mua thì nó hơn 200, nó vào, nói chung là nó phải ngót 300, nó bán hơn 10 đô xíu, 10 đô là 200 mấy rồi. Vận chuyển nọ kia linh tinh, nói chung là tầm tầm ngót ngót 300, 270, 280 đấy. Đó, có một cục đấy nha, nó rất là chất. Đấy, ok các bác nha. Bác nào cần tư vấn cái gì thì cứ kết bạn Zalo theo số của em 0378594256. Kết bạn Zalo thì em gọi điện em tư vấn trực tiếp cho. Đấy, thì nó rất là dễ. Rất nhiều máy các bác nhận, địa chỉ của em đây, Yên Đồng, Yên lắm đi. Em chuyên đồ gia dụng. Đó, đợt này chọc hàng hàng cạo râu này trước em vẫn bán, nhưng mà em bán bằng cái hàng hàng bãi. Đấy, tức là cái hàng người ta đóng cả hàng vali một, nó về một vài trăm con, nhưng mà mình lựa ra thì rất là ít, được rất là ít máy, nhưng mà mấy con máy thường đời thấp, 14, 15 là cao rồi, và sẽ không có máy đẹp, tại vì nó vất lung tung beng hết, thì về phải chỉnh, phải sửa nọ kia thì có lắm con thì nó
còn chạy nó rách màng thì mình lại phải lấy đồ những cái con không chạy nó hỏng, mình tức là mình phải ghép sang thì những con máy nó rẻ, đời nó thấp. Thì ngày xưa bán thì nó chỉ có những cái loại 4-500 thì 7-800, có những con nào xịn vip thì lên đến 1 triệu, hơn 1 triệu. Nhưng mà lâu lắm thì có về được cái hàng đấy đâu, mà làm cái hàng đấy thì chắc là làm nó thật là làm cho nó vui thôi, tại vì tỷ lệ vất đi nhiều không có lãi, làm bán cho nó có hàng thôi. Chứ còn nhà em chủ yếu bán thập cẩm thì nồi cơm, hút bụi, lò vi sóng, bàn là bình thủy, nói chung là những đồ gia dụng trong nhà có cái gì thì em bán cái đấy. Nhưng mà hiện tại dịch là không về được hàng, hàng bãi là gần như là không về được gì hết, chỉ về được những cái hàng này là những cái hàng đi máy bay thôi đấy, hàng đi máy bay mua, tức là mua tại các cái cửa hàng đồ cũ bên Nhật, giấy tờ thuế má đầy đủ đàng hoàng cho đi máy bay về đấy, nên mới có hàng. Những cái hàng kia thì cũng đưa về được nhưng mà cước nó cao, đóng thuế rồi tiền cước nó cao nên là không bán được. Đây máy xông hơi mặt kìa, có mấy con còn nguyên hộp luôn. Nói chung là các bác không phải là cứ có hộp là hàng nó chất đâu, tại có những cũng có những con có hộp nhưng mà đời chỉ 15-16 thôi, thì bên đấy là dùng người ta giữ. Còn cũng có những con thì mất hộp rồi, đời nó cao. Những con này như con đỏ đỏ này, đời 20, con này nhớ đời 20 thì con này, nhưng nó không có hộp. Đấy, những con ST6N kia có hộp nhưng chỉ đời 16-17 thôi, tùy từng người người ta giữ còn hộp hay không. Còn đây con Panasonic máy rửa mặt này, đời có 2010 thôi, nhưng mà cái máy này gần như mới. Đấy, nói chung là mình phải đánh giá cái chất lượng máy của nó nha con nha. Rẻ nhất thì bây giờ em còn hai con cạo râu Bazoon CZ3 giá 900. Còn nói chung loanh quanh máy nhà em thì nó cứ từ tầm từ 1,5 triệu trở lên. Đó, 1,7-1,8 triệu thì các bác mua được những con đời nó cao cao. Ví dụ như mà đời nó 17-18. Còn 1,4-1,5 triệu thì chỉ mua mấy con đời 13-14-15 thôi. Đấy. Ok các bác nhé. Chuẩn bị đến mùa nồm ẩm rồi thì nhà em cũng còn mấy chục con hút ẩm nữa. Đằng người dọn lắm, mới dọn được có hơn chục con. Rồi bàn là cà phê thì sinh tố. Hàng đấy thì hàng ế từ năm ngoái, này mình năm ngoái ôm nhiều quá, năm nay dịch không bán được. Có những mặt hàng bán được nhưng không gửi đi được. Nó giả vậy. Cạo râu này thì túc tắc vẫn gửi được thì vì nó nhẹ. Nhưng mà những cái mặt hàng to to như xe đạp thể thao hoặc là lọc khí hút ẩm giờ là chịu chết. Mấy tháng vừa rồi nó dịch là khách có mua là bên vận chuyển cũng không nhận, hàng nặng không nhận, ưu tiên gửi hàng nhẹ. Đấy. Ok các bác nha.